Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Phan Minh Vlog. Thưa các bạn, Lên Vũ nghe cái tên ấy biết bao nhiêu fan hâm mộ luôn nhắc đến tên anh. Các bạn chia sẻ hình ảnh của anh liên tục trên Facebook của Lên Vũ và trên fan club. Mình hàng ngày càng được xem nhiều ảnh đẹp của anh. Ôi dáng đẹp hào hoa phong nhã, nhân hậu và tràn đầy yêu thương. Da mặt nõn nà, mái tóc điệu nghệ, dáng dốc thanh tao. Mình xem anh đẹp như tranh vẽ, mình cảm thấy mê luôn. Các bạn, anh trẻ trung như tuổi đôi mươi, nụ cười duyên dáng và đôn hậu, ánh mắt luôn mơ màng như cõi mộng. Mình suy nghĩ chắc tuổi đôi mươi của anh còn đẹp trai nhiều hơn nữa. Suy nghĩ mình là thế. Mình liền tìm về quá khứ để tìm hình ảnh trai trẻ của anh, thời anh còn hát nhạc trẻ, xem anh đẹp trai thế nào. Đó là tính tò mò của mình thôi các bạn. Vừa rồi mình có tìm một số video thời anh hát nhạc trẻ, mình mới bắt gặp một nét mặt phong trần bụi bặm, không có chút nào là thanh tao nhã nhặn như bây giờ. Hóa ra anh càng có tuổi, anh càng đẹp trai ra một nét đẹp quý phái sang trọng, như một chàng công tử xứ Bali, nho nhã, da vẻ sáng ngời, mọi phan nhìn thế đều mê muội. Thường người càng lớn tuổi thì nhan sắc luôn bị phai mòn, nhưng anh tại sao càng lớn càng đẹp trai hẳn lên. Mỗi ngày thấy hình ảnh của anh chia sẻ trên club, mình càng thấy anh đẹp ra. Tại sao vậy các bạn? Hôm nay sau hơn 10 ngày vắng mặt trên fan B cũng như là trên fan club Lên Vũ, hôm nay là Lên Vũ lại xuất hiện và có nói rằng vì bận bịu công việc, các fan hâm mộ anh luôn có sự mong đợi. Anh chia sẻ và chia sẻ mong chờ anh xuất hiện trở lại trên là fan club, nói là không biết tại sao mà hơn 10 ngày nay anh không có một bài viết, một clip hay một hình ảnh nào của anh xuất hiện trên fan B hay là fan club cả. Thì hôm nay anh mới xuất hiện trở lại và tâm sự với các fan và tám cùng các bạn, thật là vui vẻ. Và anh có chia sẻ tính khiêm nhường, anh đã xin lỗi các fan. Anh cũng giới thiệu với các fan là do công việc quá nhiều cho nên anh vắng mặt một thời gian. Và anh lên đây hôm nay để là đỡ nhớ thương các fan và để tám cùng các fan cho nó vui. Và luôn tiện anh cũng giới thiệu một cơ sở thẩm mỹ dị viện Andy Thái, do anh Andy Thái và anh là quản lý phụ trách. Và mong các fan giới thiệu và ủng hộ cũng như cho số điện thoại để tạo liên lạc. Và nói rằng nếu các bạn nào không biết thì đến đây gọi điện cho anh sẽ có người đón để ủng hộ cho thẩm mỹ viện của anh. Lên Vũ cùng Andy Thái
tâm sự và tám với các bạn rất vui vẻ. Thưa các bạn, hôm nay từ việc gặp lại Lên Vũ và anh Đi Thái, mình mới ngộ ra một điều là tại sao Lên Vũ ngày càng đẹp ra. À thì ra lý do đã rõ. Vì có phòng thẩm mỹ anh Đi Thái nên anh luôn được chăm sóc, liên tục sửa chữa những điểm khuyết trên khuôn mặt, đồng thời dưỡng da liên tục nên anh lúc nào cũng thấy non trắng như trứng luộc. Hay quá phải không các bạn? Vừa đi biểu diễn, vừa là người của công chúng, nhưng luôn lúc nào bên anh là cũng có phòng thẩm mỹ viện chăm sóc. Thì hay quá rồi, anh đã trở thành người mẫu quảng cáo cho thẩm mỹ viện An Ni Thái. Rồi còn gì nữa, hai bên cùng hỗ trợ nhau, thật tuyệt quá phải không các bạn? Chúc Lên Vũ ngày càng đẹp luôn ra, và đẹp hơn nữa, và hát càng hay hơn nữa. Danh tiếng anh càng ngày càng bay xa hơn, sẽ là một giọng hát tuyệt vời cho các fan thưởng thức, và sẽ là người mẫu cho mọi người ngắm. Thưa các bạn, đó là đúng chuẩn thần tượng của tôi. Cảm ơn Lên Vũ luôn cho tôi những hạnh phúc khi được nghe anh hát và xem hình ảnh của anh biểu diễn trên sân khấu. Đó là cảm thấy hạnh phúc rồi các bạn ạ. Thưa các bạn, tâm sự chia sẻ của tôi đến đây tạm dừng. Hẹn các bạn video sau. Cảm ơn fan club Lên Vũ đã ủng hộ mình. Cảm ơn anh Khánh Light Tennessee. Cảm ơn nhóm Tuổi Hồi Xuân. Cảm ơn anh Việt Khang He. Cảm ơn Đất Phú Yên Bình. Cảm ơn anh Xe Ôm Lai. Cảm ơn bạn Tùng Vĩ luôn đồng hành và chia sẻ cùng nhau. Cảm ơn những người thầm lặng luôn đứng phía sau ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chân thành chào tất cả các bạn. Xin chào. Xin mời các bạn xem tiếp hình ảnh anh Lê Anh Vũ biểu diễn bài hát Tiễn Đưa nhé các bạn. Những hình ảnh sau đây cũng là điểm kết thúc video của mình. Xin chào các bạn nhé. Thank you.